Rồi xin chào các bạn. Thì trên màn hình của các bạn đang nhìn thấy là một cái bộ khuôn để chúng ta cạo đạn dên, nhông dên đa năng. Thì những cái mà như trước giờ là mình đã giới thiệu với anh em rồi, là những cái bộ cạo mà cạo đạn dên rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho những anh em nào mà đã và đang mua cái bộ mà cạo nhông tạo winner, rồi cạo nhông chia thì dên xe máy ở bên mình, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em là sửa cái gá lại làm sao để chúng ta cạo được nhông chia thì cho dên xe máy. Thì như trước giờ thì anh em cũng thấy rồi, thì cái bộ này là cái bộ miễn cạo nhông dên winner và sonic, cái nhông tạ anh em ha, nó rất là khó lấy ra, thậm chí có thể là mình không lấy ra được, với điều kiện là mình cạo là không bao giờ lấy ra được đó. Thì mình chỉ có dùng phương pháp là mình khoan cái dên rồi mình đóng cái nhông tạ ra thôi. Thì do có nhiều anh em mà yêu cầu là không biết làm sao để cạo cái nhông tạ winner ra được, thì vì những lý do đó cho nên mình mới cho sản xuất ra một cái bộ cạo nhông tạ winner này. Thì chúng ta muốn cạo cái nhông tạ winner á, thì đầu tiên là chúng ta phải có một bộ cạo như thế này, một cạo như thế này và cặp miễn cạo như thế này. Thì ngay thời điểm hiện tại thì hiện tại là bên mình đang làm nha anh em. Còn anh em muốn cạo cái nhông tạ của winner á ha, thì thí dụ như anh em đi, mình thí dụ như anh em thấy đi, thí dụ như bây giờ cái phần nhông tạ winner đi, nó bằng ở đây thì không thể nào là mình chen cái cạo này vô để mình cạo được nha anh em ha. Thì bắt đầu mình tiến hành, mình lấy dao mình chích một cái cạnh nhỏ trên đây, chích một cái lợi cho nó, có một cái lợi nó, anh em nhìn tưởng tượng như là cái lợi của đạn dên ha, cạn đạn dên. Thì chúng ta đưa cặp miễn này vô thì chúng ta sẽ cạo được ha. Anh em chỉ cần đưa vô là anh em cạo thôi. Mình đã có cái clip mà hướng dẫn trước đó rồi, thì anh em có muốn tham khảo thì anh em cứ vào đó xem ha. Chứ để khi mình nấu lại thành ra cái clip này nó rất là dài thì bỏ qua cái cặp cạo nhông tạo winner này Một cái điều mình đang muốn nói ngay thời điểm này là mình sẽ hướng dẫn cho anh em sửa lại cái khuôn này để chúng ta cạo được nhông chia thì đa năng, là chúng ta làm như thế nào. Thì đầu tiên là ví dụ như trường hợp chúng ta để gì đi, là chúng ta chỉ cạo được một loại nhông thôi ha, chúng ta làm một cái cặp miễn như thế này đây, chúng ta cạo một loại nhông thôi. Và bây giờ chúng ta làm xong một cặp miễn như thế này ha, xong ha. Và bây giờ chúng ta sửa lại cái gá nè đó. Thì mọi người thấy gá trên thị trường là nó sẽ không có một cái bát như thế này, không có một cái bát hai cái bát chặn như vậy, hai bát chặn để định vị, thì nó sẽ như chúng ta để vô nó sẽ phàn qua sàn lại nè. Thì chúng ta sẽ làm hai cái bát như thế này để cho định vị đó. Một khi mà chúng ta đi ở ngoài vô nè ha, nó vô trong này nè, nó mới đi, nó định vị thẳng vô được nè, anh em thấy được gì. Còn nếu mà không có rồi á là nó sẽ nằm ngoài, hoặc nó rớt xuống như thế này đó, nó nằm bên đây rớt xuống. Còn bây giờ khi mà nó có, nó cái định vị chính giữa rồi đó, nó anh em chỉ cần nó đưa vị vô vậy là xong. Một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, anh em thấy con ốc không? Anh em có thể làm ốc 6 ly, 5 ly gì anh em tùy, nhưng mà 8 ly thì hơi lớn nha anh em. Đó. Chúng ta làm con ốc này, chúng ta tăng chỉnh nè. Đây anh em thấy. Bên đây có thấy anh em không? Đây, chúng ta làm con ốc này, chúng ta tăng chỉnh. Đó, anh em thấy không? Nó chạy vô không? Đó. Chúng ta tăng chỉnh để chúng ta xô cái cặp miễn cho nó vô sâu hơn. Ví dụ như cặp miễn này, bản thân của nó chỉ cạo được cái nhông 47 ly thôi. Đường kính, cái đường 47 ly là sao? Tức là đường kính ngoài là 47 ly nha anh em ha. Thì bây giờ chúng ta đi, chúng ta làm cái con ốc này, chúng ta cạo đi. Anh em không biết là anh em có thấy nó chạy vô không? Nè, chặn nha. Anh em thấy không? Nó chạy rõ rệt nè, nó hở luôn nè, đó anh em thấy không? Đó. Rồi, bây giờ mình đã hướng dẫn cho anh em rồi. Thứ nhất là anh em về anh em sửa lại cái gáo mình, là anh em làm hai cái bát để định vị. Cái thứ hai nữa, phan cái lỗ ren, cái lỗ là chúng ta làm ren 6 ly vô đây ha, là chúng ta tăng chỉnh thôi. Và đầu tiên chúng ta sẽ xả ra.
trả gà như thế nào. Rồi bây giờ để mình hướng dẫn cho anh em là theo kiểu như thế nào để mà nó cạo được ha. Thì bây giờ cái nhông này là cái nhông, bây giờ mình đang nói cái nhông đa năng thì nó sẽ cạo từ nhỏ được tới lớn như vậy thế này, mà cạo được nhiều loại nha anh em chứ không phải là một loại này nó. Thì bây giờ để mình không làm mất thời gian dài dòng cho anh em nữa, bây giờ mình sẽ đo cho anh em thêm thử. Lý do mà tại sao là nó gọi là đa năng và mình có tăng mình tăng chỉnh về lượng các anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một cái nhông này vô đây. Đây nó đang nằm ở một cái trạng thái mở anh em, trạng thái mở lớn nhất. Cái bộ này là chúng ta sẽ cạo được cho nhông vừa từ cái nhông Seawood quay ghim cho tới nhông Accenter. Thì cái đường kính ngoài của anh em thấy nè. Đây mình đo nè, mình đo anh em thấy ha. 36 ly rưỡi nha anh em. À cái màn hình nó nằm sau rồi. À này ngược rồi, 36 ly rưỡi. Thì bây giờ cái lúc là nó mới tăng chỉnh nè. Đây giờ mình phá lại cho anh em xem ha. Đây 36 ly rưỡi mình để cái thước đây. Thì khi mà mình xiết lại nè. Anh em thấy nó chạy nó hiếp lại không? À, tức là nó sẽ cạo được cái nhông nhỏ hơn nữa. Ha, nó cạo được cái nhông nhỏ hơn nữa. Đây, cạo nó hiếp mặt đây luôn anh em. Cạo nó hiếp luôn cái mặt này lại. Thì chúng ta sẽ anh em thấy nó có sự khác biệt không? Đây. À, anh em thấy không? Nó sẽ nhỏ lại nè. Rồi. Lúc đầu tiên á thì anh em thấy nè, đơn giản là vì nhìn đôi khi nó qua cái video á, anh em không có nhìn thấy rõ. Thì lúc đầu tiên nè anh em thấy nè, đây mình bỏ cái nhông winner nè, bỏ cái nhông mà của Accenter đó. À, mình bỏ đây là nó lọt. Đó, anh em thấy bỏ nó lọt không? Rồi khi bỏ nó lọt. Rồi khi mà bây giờ mình siết vô đặng mình tăng vô. Thì không bao giờ lọt nha anh em. Tức là nó sẽ cạo được cái nhông nhỏ. Rồi bây giờ mình thao tác cho anh em xem ha. Cái thao tác này là mình đã có hướng dẫn cho anh em trước đó rồi. Anh em có gì anh em xem lại. Rồi bây giờ nè, chúng ta lấy ví dụ chúng ta lấy một cái nhông nhỏ đi. Chúng ta lấy một nhông lớn đi cho nó trước đi. Lấy một nhông của Accenter. Chúng ta để vô đây. À, chúng ta để cái dên vô. Rồi. Và chúng ta phá lại. Nó như thế này, rồi bắt đầu chúng ta sẽ cạo. Nhớ là ốc này mình nới ra nha, cạo nhông lớn là mình nới ốc này ra nha anh em. Và chúng ta sẽ cạo cái dên chúng ta cạo xuống. Đè xuống là tất nhiên là cái nhông nó sẽ trồi lên. Rồi xong một phần đó. Rồi làm sao để chúng ta cạo cái nhông quay ghim, thí dụ gì nè, nhông quay ghim thì nó đưa vô đây để lỏng lè nó lọt chứ nè anh em ha. Nó bỏ xuống nó lọt như xuống đây, đây xuống đây, mặc dù là mình đã có gài siết rồi nhưng mà bỏ xuống nè, nó vẫn lọt xuống đây, bỏ trên này nó vẫn lọt xuống đây bình thường. Rồi khi mà chúng ta đưa cái dên vô rồi á, chúng ta đưa ngàm giống như nãy đi, rồi chúng ta cạo tăng này vô. Anh em chú ý nha, hai cái bề mặt phẳng này đưa vô nó phải song song nha anh em. Đó. Rồi anh em nè. Anh em thấy nè. Cái nhông nó đã nằm trọn trong đây rồi. Thì tiến hành chúng ta cạo xuống. Cái này là một cái cặp cạo nhông. À, một cái cặp miễn để mà cạo nhông cho từ Seawood quay ghim rồi phu chờ đó rồi tới ẹt luôn. Nó sẽ rơi vào để mình đo thông số cho anh em xem luôn ha. Mình đo thông số cho anh em xem luôn như thế nào.
để mình tính cái nhỏ nhất và cái lớn nhất để mình đọc cho anh em xem. Là bây giờ nó sẽ cảo được cái nhân mà mình đang tính cái đường kính nha anh em. Mình đang tính cái đường kính nha, cái đường kính nè, cái đường kính nè, cái đường kính ngoài. Đường kính ngoài đo là đo đường kính ngoài của nhân. Mình sẽ cảo được cái nhông là từ 30 ly, tức là đường kính ngoài của nó là 30 ly. Cái này của quay game là nó là 31 nè ha. 30 ly cho tới 36 ly rưỡi là của Adcenter. Rồi anh em chú ý nha. Bộ cảo nhông chia thì số 1 là sẽ cảo được nhông từ 30 ly cho tới 36 ly rưỡi. Rồi. Tức là từ Seawood cho tới Adcenter. Rồi anh em lưu ý một bộ này không? Một bộ cảo nhông chia thì thứ hai là sẽ chuyên dùng cho xe ga, là sẽ cảo được cho đường kính nhông của nó là bao nhiêu ha, để mình đo cho anh em xem. Nó sẽ cảo được cho những cái nhông chia thì đường kính ngoài nó là từ 40 cho tới 47 ly nha anh em. Tức là đường kính ngoài của những cái nhông của nhông đó là từ 40 cho tới 47 ly. Rồi, mình đã xong cái phần mà để mình hướng dẫn cho anh em là cảo những cái nhông chia thì và những cái nhông chia thì cho xe ga và xe số. Thì bây giờ mình cũng đã hướng dẫn cho anh em là sửa lại cái bàn để chúng ta cảo ha. Thì anh em có thắc mắc gì cứ là liên hệ của mình qua số điện thoại 0925 557 667, mình có để ở phần tiêu đề. Và anh em có muốn đặt hàng những cái cặp miễn này thì liên hệ cho mình ha. Thì cái giá công khai của cặp miễn này á là 400k trên một cặp miễn như thế này ha. Rồi 50k là phần chui cao tầng. Còn anh em mà về mà anh em muốn về nhà tự chui á là 400k. Còn anh em mà để mình chui là 50k. Mình gia nhiệt lên luôn. Còn mình xin nhắc lại, ví dụ như anh em mua một cặp miễn thì tiền chui là 50k. Anh em mua hai cặp miễn, mình vẫn tính anh em là tiền chui cao tầng là 20k. Anh em mua ba cặp miễn, mình vẫn chui cho anh em là 30k là 50k nha anh em. Rồi, nói chung là từ ba cặp miễn trở lại ha, thì mình sẽ gia nhiệt cho anh em là 50k. Rồi, xin chào tạm biệt anh em ha. Rồi anh em có cần những cặp miễn như thế này thì hay là hết full bộ để cảo nhông dên, cảo đặng dên thì vui lòng liên hệ qua mình ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem. Xin chào, hẹn gặp lại.